có lúc vui vầy thông dòng ngồi kẻ tháng ngày phong sương. Bốn mười năm mơ một chẳng đường khó nguy như trường nơi ấy ra đi ý à. Đời ấy ra đi rừng trang sách mở lâm ly trang đời trường sơn tây nắng đông mưa ý nghĩa Trường Sơn đi dùng đất đồng trời bốn mươi năm mấy tạc lời sắt son thân có lặn lội héo hon. Xuống vực xuân bọn ai hay tuổi xuân để lại nơi này ý nghĩa. Tuổi xuân để lại nơi này đường hai đây 20 mấy năm xây dựng xứ Lào ý à, 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 à. Mười năm xây dựng xứ Lào xuất rừng vì phục tái hồi bốn ba chiến trường khi đã rời xa ý à. Trường nay đã lùi xa thương trường đeo bám sông pha dàn dày chứ sức trai giờ đã dễ chiều ý.
làm cây trong đứng, dở hay ngậm nghiền vẫn từng chằn chọc bao phen. Vẫn từng chằn chọc bao phen à, đêm sâu mất ngủ ngày quên bữa, thường giật mình thấy tóc pha sương.